Hello, xin chào quý chị nhà đầu tư. Chào mừng quý chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club, quay trở lại với video chứng khoán cuối tuần của em Nam anh chị nhé. Trước khi vào nội dung của video ngày hôm nay, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở trong một comment để tăng cái độ tương tác cho cái video này. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta vừa kết thúc cái phiên giao dịch thứ 6 cuối tuần ngày 12 tháng 4 năm 2024. Thị trường của chúng ta thì có một cái phiên bật tăng rất là tốt, đóng cửa thị trường tăng 18.4 điểm, tương đương với 1,46%. Về cái vùng 1.276.6 điểm, với cái thanh khoản thì có cái sự gia tăng 24.000 tỷ anh chị nhé. Hôm nay là một cái phiên xác nhận tạo đáy của thị trường, như Nam đã chia sẻ với chị trong một vài cái video trở lại đây, khi thị trường của chúng ta bật tăng vượt qua cái vùng 1.270 với thanh khoản gia tăng so với các cái phiên giao dịch trước đó anh chị nhé. Về cái độ rộng thị trường trong ngày hôm nay thì chúng ta có 317 mã xanh, 6 mã trần, 143 mã đỏ trong cái phiên ngày hôm nay, độ lan tỏa thị trường rất tốt. Về các cái nhóm ngành thì chúng ta thấy rất rõ ngày hôm nay nhóm banh là cái nhóm mà kéo chỉ số rất mạnh, hầu hết các cổ phiếu đều có những bước tăng từ 2 cho đến 3%. Có Liên Việt thì tăng trần, có CTG tăng được 6,5%. Các cổ phiếu nhóm chứng khoán trong ngày hôm nay cũng có những sự vận động khá là tốt đến từ các cổ phiếu như là SHS tăng được 3,5%, một vài các cổ phiếu khác thì tăng từ 1 cho đến 2%. Anh chị nhá, chúng ta có nhóm thép trong ngày hôm nay thì tăng không quá nhiều. Tuy nhiên thì cái nhóm này cũng đang có những cái trạng thái tích lũy khá là tích cực trong một vài phiên trở lại đây. Chúng ta có nhóm bất động sản ngày hôm nay thì có DXG quay trở lại tăng 2,9%. Một vài cổ phiếu khác thì có những bước tăng từ 1 cho đến 2%, 3% tùy từng cổ phiếu anh chị nhé. Chúng ta có nhóm bất động sản khu công nghiệp ngày hôm nay thì có những cái bước hồi phục trở lại. Nhóm đầu tư công cũng có những cái sự hồi phục trở lại. Hôm nay chúng ta có đạt phương tăng rất là tốt. Nhóm bán lẻ trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy các cổ phiếu cũng có những cái sự vận động tương đối tốt đến từ PNJ, một vài cổ phiếu như là MPG ngày hôm nay thì đỏ nhẹ, PET, DigiGo thì xanh nhẹ anh chị nhé. Cùng nhìn một chút về mặt thanh khoản thì thanh khoản trong ngày hôm nay có cái sự gia tăng, đúng không? Phiên chiều khi mà thị trường chúng ta vượt qua vùng 1.270 thì nó kích hoạt một cái lượng cầu và thị trường khá là tốt và thanh khoản có cái bước tăng tương đối tốt vào phiên chiều. Nước ngoài thì trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục bán dòng rất là mạnh, 729 tỷ. Và vẫn bán dòng mạnh nhất cổ phiếu VHM. VHM thì mỗi một phiên đều bị bán dòng từ 2 cho đến 300 tỷ rất mạnh trong khoảng thời gian trở lại đây anh chị nhá. Tiếp theo thì Masan cũng bị bán dòng, STB ngày hôm nay được mua dòng trở lại. Chúng ta về tác động lên index thì chúng ta có thể thấy là tất cả các cổ phiếu ngân hàng thì đều có những cái tác động tích cực, còn tiêu cực thì chúng ta chỉ có DGC và MWG thôi. Rồi thế thì với cái việc thị trường của chúng ta đã xuất hiện những cái phiên tạo đáy sau cái phiên hồi phục đầu tiên như Nam có chia sẻ cho anh chị, cùng anh chị trong một vài phiên trở lại đây, thì trong tuần sau thị trường của chúng ta sẽ có cái kịch bản như thế nào và chúng ta sẽ hành động ra làm sao và đâu là những cổ phiếu mạnh nhất ở trên thị trường và có những điểm mua điểm bán như thế nào, thì Nam cùng anh chị sẽ cùng nhau phân tích và đánh giá trong cái video này anh chị nhé. Thì trước khi vào nội dung phân tích và đánh giá về thị trường, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở trong một comment để tăng cái độ tương tác anh chị nhé. Chúng ta sẽ cùng nhìn một chút về Zoom khách hàng, đúng không? Buổi sáng thì mình cũng cập nhật cho anh chị những cái thông tin và đánh giá về thị trường ở thời điểm hiện tại. Thì phiên hôm qua mình đánh giá thị trường của chúng ta chịu ảnh hưởng từ liên thị trường thế giới có nhịp test lại cái vùng hỗ trợ đáy trước 1.250 cộng trừ và rút chân trở lại hồi phục rất tốt đi theo kịch bản mà chúng ta đã đề ra trong phiên ngày hôm qua. Thì mình có nói là ngày hôm qua thị trường của chúng ta gặp áp lực từ thị trường thế giới, nếu như mà rút chân trở lại đóng cửa quanh tham chiếu thì khả năng rất cao là thị trường của chúng ta sẽ có những cái phiên xác nhận hồi phục, đúng không? Ngày hôm qua thì mình có chia sẻ với chị này. Diễn biến tiêu cực của thế giới thì dự kiến index sẽ có nhịp điều chỉnh test lại vào đầu phiên kiểm định cái vùng 1.250, thì tích cực thì chúng ta sẽ đánh giá là sẽ test lại thành công và rút chân trở lại đóng cửa quanh tham chiếu. Thì ngày hôm qua chị thấy là thị trường của chúng ta có một phiên test cung rất là tốt, test về 1.250 và đóng cửa quanh tham chiếu ở 1.258. Thì với kịch bản này chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi cái phiên xác nhận tạo đáy. Còn hàng ở trong room thì như Nam có chia sẻ anh chị, cái danh mục chúng ta đang nắm giữ thì chúng ta đã mua trong khoảng tầm 2 tuần trở lại đây và mình vẫn đánh giá rất cao cái danh mục đấy. Và sau cái phiên xác nhận này thì thời gian sắp tới sẽ là cái khoảng thời gian mà chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều lợi nhuận trên thị trường anh chị nhá. Còn phiên ngày hôm qua thì nếu mà cái xác suất mà tiêu cực ấy thì mình đánh giá là xác suất nó sẽ thấp hơn, tức là nó thủng 1247 thì cái xác suất nó rất là thấp, đúng không? Cho nên là chúng ta không lo sợ lắm. Thì ngày hôm nay thì trong cái bản tin buổi sáng thì Nam cũng có đề cập nhật với các anh chị là thị trường của chúng ta sau khi một cái nhịp mà tích cực ở trên 1258 thì chúng ta sẽ kỳ vọng là vượt qua 1270 với thanh khoản gia tăng và index sẽ chính thức kết thúc nhịp điều chỉnh ngắn hạn và sẵn sàng cho nhịp tăng mới trong thời gian tương lai, đúng không? Thì với kịch bản này, nhà đầu tư có thể gia tăng trên lượng hàng sẵn có để đón cái nhịp sóng mới của thị trường. Zoom vẫn ưu tiên bất động sản, chứng khoán và thép anh chị nhé. Ở đoạn này thì chúng ta vẫn ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu trong danh mục, các cái cổ phiếu mà rất mạnh trong thời gian vừa qua chúng ta nắm giữ, ví dụ như là SHS ở nhóm chứng khoán, bất động sản chúng ta có
phát đạt, đúng không? Chúng ta có DIG rất tốt. Thép thì chúng ta có một vài cổ phiếu như là Nam Kim, như là Hòa Phát, hay thậm chí cả Hoa Sen, anh chị nhé. Rồi thì đấy là một vài cái nhận định về thị trường. Như Nam có chia sẻ với chị là cái đoạn này khi thị trường của chúng ta về biên dưới, đúng không? Khi mà người ta có chia sẻ với chị là dòng tiền nó yếu quá thì người ta sẽ nói với chị là thiếu cầu này, dòng tiền yếu này, không có tiền lớn ở trên thị trường thì thị trường của chúng ta nó yếu. Tuy nhiên thì với góc nhìn của Nam khi chia sẻ với chị là thị trường của chúng ta bản chất nó chỉ đánh biên thôi. Và khi thị trường nó về biên dưới thì cái áp lực bán là không nhiều, đúng không? Cái thanh khoản nó thể hiện là áp lực bán không nhiều. Thì đấy là điều tốt. Và thị trường ta có những cái nhịp test lại. Và hôm nay là một phiên xác nhận tạo đáy của thị trường rất là thành công. Anh chị nhá, hôm qua thì mình có chia sẻ với chị là thị trường của chúng ta có cơ hội hình thành được cái hai đáy ở trong khung đồ thị H1, hai đáy MACD. Đúng không? Chúng ta thấy là một đáy, hai đáy. Hôm nay khi nó vượt qua được cái đỉnh của cái đỉnh trung tâm ở đây của MACD và nó lên hay không, thì anh chị thấy là thị trường của chúng ta có breakout trong khung H1 khá là đẹp. Anh chị nhá. Ok, thì đấy là một chút review về room khách hàng để chúng ta thấy được rằng là giai đoạn vừa rồi là giai đoạn mà mình chia sẻ với anh chị là thị trường chúng ta nó vẫn rất là ổn. Những cái cổ phiếu mà chúng ta đã tham gia thì mọi người vẫn nắm giữ được và hầu hết đều đang có lợi nhuận khá là tốt, đúng không? Ví dụ như là bất động sản, như chứng khoán, như một vài cổ phiếu thép hay là bán lẻ. Anh chị nhá, bán lẻ. Anh chị nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi vào những kịch bản chi tiết của thị trường ở thời điểm hiện tại. Anh chị nhá. Thì trước khi vào những cái nội dung đánh giá chi tiết về phân tích kỹ thuật, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím vào trong một comment để tăng cái độ tương tác anh chị ha. Anh chị chưa có người đồng hành hoặc là người đồng hành cùng anh chị chưa có những sự hiệu quả, anh chị có thể trở thành khách hàng của em Nam bằng cách là liên hệ với số điện thoại đang chạy ở trên màn hình 0963983379 để mở những cái tài khoản mới hoặc là chuyển ID nếu như anh chị đã có tài khoản tại VPS rồi anh chị nhé. Thì Nam sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng anh chị. Anh chị nào chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID thì có thể tham gia dưới hình thức thu phí, thì chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành và đầu tư. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn một chút về thị trường ở thời điểm hiện tại. Thì như Nam có nói với chị là từ cái giai đoạn đầu tháng 3 đến hiện tại bây giờ thị trường chúng ta chỉ đánh biên thôi. Và trong quá khứ thì có rất nhiều những cái trường hợp thị trường đánh biên, ví dụ như là giai đoạn tháng 11, tháng 12 năm 2023, tức là cũng mới đây, cách đây khoảng 3-4 tháng, thì thị trường cũng có những cái nhịp mà đánh biên, đúng không? Và một lần, hai lần, ba lần lên đỉnh và không vượt được. Tới đây chúng ta thấy là một lần, hai lần, ba lần thị trường chúng ta không vượt đỉnh được. Anh chị nhá, đây thì có vượt đỉnh nhưng mà nó là một cái pha bull cap. Thì cái lần tiếp theo thị trường khả năng xác suất rất cao sẽ vượt đỉnh khi mà thị trường chúng ta điều chỉnh rũ bỏ về cái vùng biên dưới với thanh khoản thấp. Anh chị thấy không ạ? Đây liên tiếp là những thanh khoản thấp này. Đấy, khi những nhịp mà ép bán về những thanh khoản thấp thì mình có nói với chị là điều chỉnh về biên dưới thanh khoản thấp là tốt. Và khi thị trường của chúng ta nó test cung thành công thì thị trường sẽ đi lên. Thì đây là một ví dụ, hay là những cái thời điểm ví dụ giai đoạn mà tháng 4 năm 2023, đúng không? Trước khi chúng ta bước vào một con sóng lớn ở năm 2023 thì thị trường cũng có những cái nhịp mà ép xuống. Đấy, liên tục đánh theo kiểu cưa chân bàn này, thanh khoản thấp. Đấy thì người ta cũng lại nói với anh chị là vốn yếu rồi, thị trường của chúng ta rất là yếu. Anh chị nhá, thì đấy nó là những cái mà mình vẫn chia sẻ với anh chị là những cái lỗi sai kinh điển ở trên thị trường. Khi thị trường của chúng ta đang điều chỉnh, người ta phải nhìn về cái lực bán nó yếu, thị trường có test cung thì sau đấy thị trường sẽ quay trở lại. Và cái điều kiện cần và điều kiện đủ của thị trường ấy, như mình nói với anh chị, đúng không? Chúng ta đã chia sẻ với nhau, điều kiện cần là thị trường cần xuất hiện một phiên hồi phục đầu tiên. Sau đó thị trường sẽ tích lũy test lại. Và từ 3 cho đến 5 phiên kể từ phiên hồi phục đầu tiên, thị trường cần xuất hiện một phiên xác nhận với thanh khoản gia tăng. Đúng không? Thì ví dụ như là cái giai đoạn tháng 4 năm 2023, thì ngày 26 tháng 4 là phiên hồi phục đầu tiên. Đó thị trường test lại 1, 2, 3, 4 phiên. Sau đó phiên thứ 5, thị trường xuất hiện phiên xác nhận tạo đáy. Và sau đó thị trường ra tích lũy tích cực và hình thành một cái trend tăng. Và chúng ta có một cái phiên breakout hình thành xu hướng vào phiên ngày mùng 2 tháng 6. Anh chị nhá. Còn cái giai đoạn gần đây nhất, đúng không? Chúng ta thấy là có một phiên hồi phục đầu tiên vào ngày 19 tháng 12. Sau đó thì sau đó 1, 2, 3 thì đến phiên thứ 4 thị trường xuất hiện phiên xác nhận tạo đáy. Anh chị nhá, xác nhận tạo đáy để kết thúc cái quá trình điều chỉnh. Thì sau đấy thị trường ta tích lũy và xuất hiện một cái phiên breakout để hình thành xu hướng vào phiên ngày mùng 4 tháng 1 đầu năm mới 2024. Thì sau đấy thị trường chúng ta có một cái sóng tăng rất mạnh. Thì đấy là hai cái ví dụ cho các anh chị, nó tương ứng với cả giai đoạn hiện tại. Thì hiện tại thị trường chúng ta cũng đánh biên một cái biên khoảng tầm 50 điểm, đúng không? Chúng ta xuất hiện một cái phiên hồi phục đầu tiên vào phiên ngày mùng 9 tháng 4. Thì sau đó 1 2 chỉ 3 phiên thôi là chúng ta đã xuất hiện một phiên xác nhận tạo đáy. Và cái phiên xác nhận tạo đáy thì như mình trao đổi với chị là chúng ta không cần vốn đến 35.000 tỷ hay là trên 30.000 tỷ đâu, chỉ cần 20.000 tỷ trở lên thôi. Và hôm nay là một cái phiên xác nhận tạo đáy đạt chuẩn của thị trường. Anh chị nhá, để thị trường kết thúc cái quá trình điều chỉnh trong khoảng tầm 2-3 tuần trở lại đây. Thì trong sau cái phiên xác nhận tạo đáy của thị trường, thì thị trường ta nó sẽ cần có những cái sự tích lũy
có thể nó sẽ tạo ra những cái thân nến lý nhí tích lũy đây, đúng không? Đấy, sau đó thì sẽ xuất hiện một phiên breakout để xác nhận xu hướng nhé. Đấy, chúng ta sẽ cần chờ một cái phiên xác nhận breakout để xác nhận xu hướng để thị trường của ta nó sẽ có những cái nhịp tăng tiếp theo để chinh phục các cái vùng 1350 thậm chí là cao hơn nữa nhá. Đấy thì mình đánh giá là cái giai đoạn tháng 4 và tháng 5 tới đây, tháng 5, tháng 6 sẽ là những cái giai đoạn siêu kiếm tiền ở trên thị trường, rất có thể xảy ra. Anh chị nhá, tất nhiên là đây là những cái mà timing, như ngày hôm qua mình làm video mình có nói với chị là chúng ta sẽ timing chờ một cái phiên breakout để hình thành xu hướng nó vào cái giai đoạn tháng cuối tháng 4, cuối tháng này này. Anh chị nhá, chúng ta sẽ chờ một cái phiên đấy, nó sẽ tương ứng như phiên ví dụ như là phiên ngày mùng 1 tháng 4 năm 2024 ở đây, hoặc là phiên ngày mùng 2 tháng 6, đấy là những phiên mà xác nhận xu hướng để thị trường nó vượt qua những cái giai đoạn mà sideways tích lũy đánh biên khó chịu để hình thành một cái xu hướng tăng mới. Anh chị nhá. Rồi thì đấy là về thị trường để chúng ta có một cái view, đúng không? Chúng ta đây là chúng ta đang nói view về thị trường để chúng ta biết cái trạng thái thị trường đang như nào. Thì mình chia sẻ với chị là sau phiên ngày hôm nay, thị trường chúng ta đã kết thúc cái quá trình điều chỉnh và sẽ chuyển sang những cái trạng thái tích lũy tích cực ở trên vùng 1270 để sẵn sàng cho nhịp breakout tiếp diễn xu hướng trong thời gian tới. Thì mình sẽ cùng nhìn một chút về cái chỉ báo xu hướng của thị trường là chỉ báo IDX, đúng không? Thì mình có nói với chị là nó đã về đến cái vùng dưới 20. Và bây giờ khi mà DI trừ, hôm nay nó cắt xuống DI cộng, thì trong các phiên rồi tiếp theo nếu thị trường ta nó tích lũy tích cực ở trên những cái vùng 1270, tích cực trên vùng MA20, thì khi đấy cái đường ADX này nó sẽ bắt đầu bẻ đi ngang ra và bắt đầu cong lên. Khi nào nó cong lên trở lại anh chị nhá, là thị trường của chúng ta nó sẽ hình thành những cái chen tăng, những cái xu hướng tăng mới, đúng không? Thì DI cộng nó nằm trên DI trừ, nó sẽ kiểu như này. Còn DI trừ nó sẽ đi xuống, nó sẽ kiểu như này. Đấy thì thị trường ta nó sẽ hình thành một xu hướng tăng mới và sẽ kéo dài, và chúng ta sẽ là cái giai đoạn siêu kiếm tiền ở sắp tới. Anh chị ha. Thì tất nhiên là bây giờ thì nói còn quá sớm, nhưng mà đây là cái view thị trường để chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi. Với những cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ, anh chị vẫn tiếp tục nắm giữ, đang có cái lợi nhuận rất là tốt anh chị nhá. Ok, thì đấy là về thị trường. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắn hạn một chút ở trong các cái khung đồ thị H1. Thì chúng ta thấy là thị trường có hai đáy đi lên và thị trường vẫn còn đang trạng thái khá là tốt. Có thể là trong tuần sau thị trường của chúng ta nó sẽ có những cái nhịp tiếp tục kéo tăng rướn lên một chút nữa. Tuy nhiên là nó sẽ cần những cái trạng thái tích lũy trở lại anh chị nhá. Đấy, nó sẽ cần những cái sự tích lũy trở lại để hấp thụ cái vùng cản đỉnh cũ quanh 1280x nhá. Cần tích lũy ở đây, trong khung ngày cũng sẽ cần tích lũy. Nhưng mà cái xu hướng của thị trường thì sau phiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thoải mái hơn về thị trường rất là nhiều anh chị ha. Cổ phiếu mà Nam đã khuyến nghị cho anh chị thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ, không cần phải quá lo lắng nhé. Còn có những cổ phiếu mà có những cái điểm mua gia tăng hay là những cái cổ phiếu có những cái điểm mua mới thì mình sẽ pick thêm cho anh chị ở trong Zoom anh chị ha. Thì đấy là về thị trường ở thời điểm hiện tại. Ok, sau giai đoạn này thị trường nó sẽ cần cái giai đoạn tích lũy ở đây, đúng không? Nó sẽ giống cái đoạn này này, nó sẽ giống cái đoạn này để anh chị có thể hình dung dễ hơn, tức là nó sẽ giống cái đoạn này, cần thêm thời gian nữa anh chị nhé. Đấy, cần đây giống cái đoạn này. Đấy, nó sẽ giống cái đoạn này, nó sẽ đi ngang tích lũy những cái thân nến với cái biên độ nhỏ, đúng không? Biên độ và thân nến thắt chặt trước khi breakout đi lên hình thành xu hướng. Thì mình đang tham minh với anh chị là cái phiên breakout nó sẽ vào khoảng tầm cuối tháng 4 và tháng 5 và tháng 6 nhé. Nó sẽ là cái giai đoạn mà kiếm tiền rất nhiều trên thị trường. Thì đoạn này anh chị nào mà chưa có những cái điểm mua hay là chưa biết mua cổ phiếu nào, chưa biết lên những cái danh mục, những cái siêu cổ phiếu như nào, đúng không? Anh chị chưa có cái sự hiệu quả trong cái quá trình đầu tư trong giai đoạn vừa rồi, anh chị có thể là về cùng với cả em Nam để chúng ta cùng đầu tư, cùng đón cái nhịp sóng sắp tới để kiếm tiền. Và cái giai đoạn tháng 5, tháng 6 này là giai đoạn mà mình nghĩ là anh chị không nên bỏ lỡ ở trên thị trường chứng khoán anh chị nhá. Thì nếu mà chưa có những cái cách đi vốn, cách phân bổ, cách chọn cổ phiếu leader thì anh chị có thể về cùng đội để chúng ta cùng nhau đầu tư anh chị nhá. Thì anh chị cứ liên hệ với số điện thoại đang chạy ở trên màn hình 0963983379, liên hệ để mở những cái tài khoản VPS mới. Nếu mà chưa có, anh chị gửi căn cước công dân thì Nam sẽ hỗ trợ mở giúp. Anh chị mà đã có rồi, mọi người có thể chuyển ID, một vài cái thao tác chuyển ID nó cũng rất là đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Anh chị chưa có điều kiện về việc mở tài khoản chuyển ID thì có thể là tham gia dịch vụ thu phí nhé. Thì chúng ta sẽ cùng đồng hành và cùng đầu tư anh chị ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái phần thứ tư. Cái phần số 3 là cái phần mà cùng đánh giá cùng anh chị để đưa ra các cái nhận định và các cái điểm mua, điểm bán về cổ phiếu anh chị nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các cổ phiếu mạnh nhất, đúng không? Tất nhiên là danh mục thì chúng ta cũng nắm giữ rất là nhiều cổ phiếu, và trong cả giai đoạn điều chỉnh đây thì mình chỉ nói với anh chị là anh chị có thể mua thêm, mua lướt T0, đúng không? Chứ còn mình không chia sẻ với anh chị là chúng ta không quá lo sợ về thị trường ở giai đoạn hiện tại, chúng ta vẫn nắm giữ bình thường anh chị nhá. Hôm nay thì nhóm banh rất là tích cực, cho nên là chúng ta sẽ đi từ nhóm banh đầu tiên, từ những cổ phiếu mạnh nhất, ví dụ như là CTG hôm nay tăng được 6%, rất mạnh anh chị nhá. Thì trong một vài
phiên trở lại đây thì chúng ta thấy là cũng có những cái thông tin tích cực liên quan đến cái việc gia hạn cái thông tư 02, đúng không? Thì đấy cũng là những cái cú hích cho nhóm banh ở thời điểm hiện tại. Thì về cổ phiếu này thì đây là những cái nhịp mà nó test đáy thôi. Như hôm trước mình có kể anh chị những cái vùng hỗ trợ đáy của cổ phiếu ở đây, thì nó về đây những cái thanh khoản vốn bán như này, tức là cái lực bán của nó rất là cạn kiệt và nó chỉ cần có cầu nó đẩy vào cái thôi. Thì hôm nay nó vượt qua được vùng đỉnh trung tâm khá tốt. Tuy nhiên nó lên đây thì đây sẽ là vùng cản anh chị nhé. Đấy, thì sau đó thì trong tuần sau khả năng nó sẽ tích lũy lại ở đây một vài phiên trước khi tiếp tục tăng. Đúng không? Nó sẽ cần cái thời gian. Thì nếu mà chúng ta nhìn rộng hơn một chút thì đây là một cái vai trái. Đúng không? Đây là những cái nhịp test lại tạo hai đáy. Thì lên đây nó sẽ cần tạo một cái vai phải trước khi đi lên. Đấy, giai đoạn này thì chúng ta nhìn với khung tuần ấy, chúng ta thấy là band nó vẫn còn rất là mở rộng, cho nên là mình không kỳ vọng là nhóm banh nhịp này nó sẽ tăng mạnh, nhưng mà mình cần một cái động lực từ nhóm banh. Ví dụ hôm nay là nhóm banh giúp cho thị trường ta xác nhận tạo đáy anh chị nhá. Còn xu hướng trong thời gian sắp tới tháng 5, tháng 6 mà cái giai đoạn mà siêu kiếm tiền ấy, thì mình chia sẻ với chị là cái nhóm mạnh nhất vẫn là nhóm chứng khoán và bất động sản thôi, chứ nhóm banh nó vẫn sẽ tăng nhưng nó sẽ không phải là cổ phiếu tăng mạnh nhất ở trên thị trường. Mình chắc chắn với anh chị gần như 100%. Thì anh chị nào nắm nhóm banh, như anh chị tài khoản size lớn ở trong Zoom khách hàng, mình vẫn chia sẻ anh chị vẫn nắm banh được bình thường. Tuy nhiên là anh chị đã vẫn phải dành những cái tỷ trọng cho những cái nhóm cổ phiếu mà nó mang cái thiên hướng mà nó chạy nhanh hơn. Còn nhóm banh thì nó sẽ đảm bảo cho anh chị được một cái sự an toàn về mặt tài khoản. Anh chị nhá, thì cái về xu hướng của cổ phiếu CTG thì mình đánh giá là vẫn sẽ lên, nhưng mà nó sẽ đi lên một cách từ từ. Đúng không? Có thể sau cái phiên ngày hôm nay, ngày mai, trong tuần sau nó sẽ tích lũy lại ở đây, tạo một cái vai phải trước khi đi lên. Đấy, tiếp theo chúng ta có các cổ phiếu như là MBB hôm nay cũng tăng rất là tốt. Đấy, nó cũng điều chỉnh về biên dưới anh chị nhé, cũng điều chỉnh về biên dưới rồi bật lên. Đấy, bật lên đây thì anh chị thấy đây cũng là một cái vai trái, đây là cái phần test hai đáy. Lên đây nó sẽ cần thời gian tích lũy để bóp cái band vào anh nhé, bóp cái band vào rồi từ từ break out đi lên nhá. Thì tức là nó vẫn sẽ lên. Chúng ta nhìn về khung tuần chúng ta thấy là cái xung lực của nó ở giai đoạn hiện tại so với cái giai đoạn mà cách đây khoảng tầm 3 tháng, gần 4 tháng giai đoạn đầu năm, ở đây anh chị thấy là band nó bóp chặt, còn đây thì band nó rộng, đúng không? Cho nên là nó sẽ tăng chậm hơn, nhưng mà xu hướng trung hạn là tăng. Mọi người nhớ nhé, nó sẽ tăng chậm nhưng xu hướng trung hạn là tăng. Mình vẫn giữ nguyên quan điểm với nhóm banh là nó sẽ tăng, nhưng nó không phải là cái nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất trên thị trường. Anh chị vẫn có thể dành một phần tỷ trọng, nhưng mà nên chia ra, không all in vào nhóm banh. Ok không ạ? Nhá. Đó, thì đấy là cái tư duy về chọn cổ phiếu, đúng không? Chúng ta sẽ dành cho nhóm banh khoảng 20 hoặc thậm chí là 30% tài khoản, nhưng mà đừng dành nhiều quá. Ví dụ tài khoản của anh chị khoảng 80% nhóm banh thì giai đoạn sắp tới tài khoản anh chị vẫn tăng, nhưng có thể là nó sẽ không hiệu quả bằng cái việc anh chị cầm các cổ phiếu chứng khoán hay là bất động sản anh chị nhá. Ok, thì đấy là nhóm banh. Các cổ phiếu khác cũng tương tự như vậy. ACB đấy, nó về test đáy trước hôm nay cũng bật lên tốt, đúng không? Đấy, sau đó giai đoạn này nó sẽ lại đi ngang tích lũy ở đây trước khi có thể là hình thành một cái nhịp tăng mới. Do vậy anh chị trong tuần sau anh chị muốn mua banh, mọi người vẫn mua bình thường nhé. Tuần sau nó chỉ cần test lại đỏ tầm 1% là anh chị mua được. Đấy, anh chị tránh xa các cổ phiếu như STB ra thôi. Nó bị rơi sâu như này thì anh chị tránh xa ra. Hay là như SHB nó yếu, đúng không? Lên thì nó vẫn lên thôi nhưng mà nó yếu anh chị nhé. Hay là như VP Bank thì nó cũng lên. Đấy, cổ phiếu này thì nhưng mà nó là những cổ phiếu mà nó đi sau, cho nên là nó sẽ yếu hơn và phía trên nó vẫn còn cản rất là dày đoạn này này. Ở đây nó sẽ còn cản rất dày anh chị nhé, cho nên là mọi người không nên ưu tiên thôi. Còn về cơ bản thì nó sẽ vẫn lên nhưng mà lên chậm và sẽ là tạo nền giữ cái sự cân bằng cho thị trường anh chị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái nhóm mà mình đánh giá rất cao, đấy là nhóm chứng khoán. Thì SHS vẫn là cổ phiếu mà mình ưu tiên hàng đầu của nhóm chứng khoán giai đoạn hiện tại anh chị nhé. Hôm nay thì nó tăng được 3,48%, khá là tích cực, đúng không? Thì anh chị nhìn về khung tuần nhé, thì mình hôm nay là một tuần này là một tuần đóng đến tuần khá tốt của cổ phiếu, và band tuần nó vừa mở ra thôi thì nó mới giống cái đoạn này thôi anh chị, nó giống cái cây này thôi, cách đây khoảng tầm một năm nó giống cái cây này. Thì có thể tuần sau nó sẽ trích lại tích lũy điều chỉnh rung lắc khoảng tầm 1-2% bình thường, nhưng mà cái xu hướng thời gian tới cổ phiếu SHS này mình sẽ đặt cái kỳ vọng là khoảng quanh giá 28-26-30, tức là quanh vùng đỉnh lịch sử của nó, chứ mình không đặt đâu đó khoảng 1-2% đâu anh chị nhé. 1-2% thì nó không đáng để chúng ta đánh chen đánh xu hướng, đúng không? Những cổ phiếu SHS bên mình có cái vùng giá vốn là quanh 18.8-19, thì cổ phiếu này mình sẽ kỳ vọng chúng ta sẽ kiếm được khoảng lợi nhuận từ 60-70%. Chúng ta không bán ở đây, rung lắc điều chỉnh dưới 20, mình anh chị hỏi mình rất nhiều có bán không, mình bảo dưới 20 là vùng mua anh chị nhá. Thì đấy là SHS rồi. Tất nhiên là nó tuần sau nó sẽ lại lình xình tích lũy ở quanh vùng giá 20.5 cộng trừ trước khi có thể break out vượt 21.5 thì tiếp tục xuống tăng nhé. SSI, bên mình có SSI hiện tại vẫn đang nắm.
cổ phiếu này thì bên mình cũng đang ở giá vốn thôi. Đó, nó cũng chưa được quá tốt so với phần còn lại. Tuy nhiên là với những cái trạng thái đánh biên như này, đúng không? Thì hoàn toàn có thể tích lũy và chúng ta kỳ vọng cái nhịp tăng trong thời gian sắp tới. Hoặc thậm chí nó có thể test lại anh chị nhé. Nhưng mà cái xu hướng thì mình đánh giá là có thể tăng được đối với những cổ phiếu như SSI. Nó chậm, đúng không? Nhưng mà nó có thể hấp thụ được những cái size tài khoản lớn. Anh chị thấy nhìn các khung đồ thị H1 thì hiện tại nó cũng đang khá tốt, MACD chuẩn bị lên không và band bóp như này, đúng không? Thì tuần sau, qua thứ hai hoặc là một vài phiên đầu tuần chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng về những cổ phiếu này nó có những nhịp tích cực anh chị nhé. Còn nắm giữ anh chị nắm giữ bình thường, mua thì anh chị cứ canh những cái nhịp mà nó test lại là mua thôi. VCI hiện tại đang tốt nhé. Những cổ phiếu như này ấy, anh chị sớm muộn thì nó cũng tăng lại thôi. Nó sẽ giống như cái giai đoạn này, rũ bỏ này, test lại này, rơi xuống này, hồi lên test lại, đúng không? Sau đó thì vào những cái nhịp kéo ở phía sau. Thì đây là cũng là nhịp rơi xuống, test lại và đi lên anh chị nhé. Thì những cái nhịp như này thì sớm muộn thì nó cũng sẽ có những cái nhịp mà có thể test lại này, rồi tăng lên tích lũy ở đây rồi tiếp tục tăng thôi. Đó, thì quan trọng là anh chị phải cho nó thời gian, đúng không? Còn về thị trường thì mình đánh giá là tốt. Và khi thị trường tốt thì chắc chắn chứng khoán sẽ tốt. Và cái câu chuyện của nhóm chứng khoán thì nó có rất nhiều câu chuyện, đúng không? Chúng ta chia sẻ với nhau nhiều lần lắm rồi về thanh khoản thị trường, rồi về KRX, rồi về nâng hạng thị trường, vất về rất nhiều các câu chuyện khác nữa, rồi các câu chuyện tăng vốn. Nói chung là còn nhiều game. Nhóm chứng khoán thì là một nhóm cổ phiếu anh chị nên có trong danh mục ít nhất một cổ phiếu anh chị nhá, nên có trong danh mục để và sẽ là những cổ phiếu mà mang lại cho anh chị những cái hiệu quả rất lớn trong giai đoạn tháng 5 và tháng 6 anh chị nhá. Tránh những cái trường hợp anh chị cứ đua mua ở đây xong về đây lại bán thì nó không hiệu quả anh chị ha. Đó, do vậy cho nên là vào được những vị thế tốt thì nên nắm giữ. VIX thì năm ngoái nó tăng rất mạnh. Đấy, hiện tại thì cái nhịp này của VIX thì nó chưa phải quá mạnh anh chị nhá. Tuy nhiên là nó cũng đang có những nhịp rũ lại giống cái đoạn này này. Đấy, tích lũy trở lại thôi trên cái đường EMA50. Đấy, thì những cổ phiếu này tích lũy ở đây kiểu gì nó sẽ bật lại nhé. Cái xác suất nó bật lại trong thời gian tới là rất là cao anh chị nhá. Thì đấy là VIX, nhưng mà nhịp này thì mình đánh giá cao nhất là SHF này. VND thì khả năng cũng sẽ có nhịp hồi lại. Tuy nhiên những cổ phiếu này sẽ yếu nhá. Thì nếu mà anh chị mà cầm ấy, anh chị đủ cho nó thời gian thì nó cũng sẽ tăng trở lại được. Đấy, có thể nó sẽ có nhịp hồi, nó sẽ tích lũy kiểu như này rồi từ từ nó lên. Nhưng mà nó sẽ lên sau. Và trong cả một quá trình tăng của nhóm chứng khoán ấy, thì VND nó sẽ là cổ phiếu tăng ít hơn. Nó sẽ vẫn tăng nhé, nhưng mà nó sẽ kém hiệu quả hơn là SSI, VCI, SHS hay là một vài cổ phiếu khác. Chứng khoán nhỏ thì tất nhiên là càng không so sánh được, như là FTS, BSI, CTS thì nó sẽ càng không so sánh được. Đấy, cho nên là anh chị nào muốn cơ cấu thì có thể canh những nhịp hồi để cơ cấu. Còn anh chị nào mà chấp nhận, kiên nhẫn với nó thì vẫn có thể nắm được. Phải cho nó thời gian anh chị nhé. Tiếp theo, còn cái vùng này mình đánh giá rất cao, đây là vùng đáy của cổ phiếu nhé. Vùng này của VND, mình đánh giá đây là vùng đáy của VND. Rồi nó sẽ sớm tăng trở lại thôi, nhưng mà nó sẽ yếu hơn, tăng ít hơn, anh chị nhé. Các cổ phiếu chứng khoán nhỏ như FTS này, hôm trước mình có nói với chị nó rũ. Đúng không? Những cổ phiếu như này nó rũ, thì nó khi nó rũ bỏ, nó quay trở lại được. Ấy. Khả năng xác suất rất cao, nó tích lũy ở đây một vài phiên là nó chạy đây anh chị nhé. Đúng không? Như FTS này nó giống đoạn này rũ này, không chạy này. Anh chị thấy nó chạy rất nhanh. Nó có nhiều cái nhịp như vậy lắm rồi. Ở trong quá khứ nó đã từng xảy ra, hay là BSI. Đúng không? BSI thì nhịp này nó rũ chưa sâu, nhưng mà những cái này thể hiện là đây là những cổ phiếu rất mạnh, rơi xuống và bật ngược trở lại, vượt lại 20 ngày. Anh chị nhá. Thì nó sẽ vẫn còn tăng, tất nhiên là bây giờ thì định giá nó ở vùng cao rồi. Cho nên là mình không ưu tiên, với cả ngoài ra thì nó cũng không phải là những cổ phiếu mà đi được tiền lớn đâu anh chị nhá. Anh chị nhìn vậy thôi, nhưng mà một phiên nó giao dịch có mấy trăm nghìn cổ phiếu mua nó rất là khó. Đúng không? Chứ ví dụ anh chị đánh cá nhân mà anh chị vào khoảng tầm 5 đến 10 nghìn thì được. Chứ còn anh chị vào 100 nghìn cổ phiếu này, mình đảm bảo với chị là cực kỳ khó. Không mua được. Một ngày nó giao dịch có 500 nghìn mà. Đúng không? Rồi CTS này. Đấy, anh chị thấy vượt đỉnh không ạ? Rất mạnh, đúng không? Cực kỳ mạnh. Cổ phiếu này hoàn toàn có thể bước vào những nhịp chạy trong thời gian sắp tới nhé. Có hàng anh chị cứ nắm giữ và đừng có đoán đỉnh anh chị. Nó vượt đỉnh lịch sử rồi, anh chị cứ follow nâng cái điểm chặn lại lên thôi. Mình không biết nó tăng đến đâu đâu, anh chị nhé. Đấy, anh chị bán sớm rồi thì nhiều khi bán bò tậu ích ương nhé. Đấy là nhóm chứng khoán mình đánh giá rất cao, và anh chị nên có một cổ phiếu chứng khoán ở trong danh mục và đã mua được rồi nên nắm giữ anh chị nhé. Đừng có nhảy ra nhảy vào nhiều quá, đúng không ạ? Chúng ta hãy đừng có nhìn về cái ngắn mà quên đi cái dài. Như mình có nói với anh chị, đầu tư chứng khoán anh chị nhìn ngắn quá anh chị không đầu tư được đâu. Đừng có nhìn theo phiên mà hãy nhìn về xu hướng. Như anh chị thấy là mình luôn nói với anh chị về thị trường là chúng ta view với nhau về thị trường. Chúng ta view với nhau là thị trường nó về đến vùng hỗ trợ biên dưới rồi, thị trường nó sẽ bật lại. Khi thị trường có phiên xác nhận đầu, phiên hồi phục đầu tiên, chúng ta sẽ đợi phiên xác nhận. Phiên xác nhận thị trường nó tích lũy xong, chúng ta sẽ đợi những phiên breakout để hình thành xu hướng, và chúng ta sẽ là giai đoạn kiếm tiền rất tốt trong thời gian sắp tới. Thì đấy là cái tầm nhìn và cái view về thị trường.
chứ đừng có hôm nay tăng một điểm ngày mai tăng hai điểm, cổ phiếu nay chưa tăng ngày mai chưa tăng, hay là nó cổ phiếu này sao nó tăng yếu thế, cổ phiếu này ngày hôm nay nó làm sao, hay là cổ phiếu này sao tự nhiên nó mạnh thế. Nếu mà anh chị nhìn quá ngắn như vậy thì anh chị không đầu tư được anh chị nhé. Và hãy có một cái nhìn nó rộng hơn một chút về cổ phiếu và về thị trường. Ok không ạ? Thì đấy là về nhóm chứng khoán nhé. Mình đánh giá nhóm này rất cao. Tiếp theo thép. Thép thì mình đánh giá HPG thì nhịp này đang test đáy thôi. Thì khả năng nó sớm nó sẽ quay trở lại, nhưng mà nó đang dòng tiền hơi yếu. Khả năng là nó sẽ tăng thôi. Cổ phiếu này khi nào nó vượt lại vùng giá 30.3 nhé, thì đấy sẽ là điểm mua. Đúng không? Vượt lại để tích lũy này, breakout đi lên nhé. Thì những cái nhịp này nó test về với thanh khoản thấp như này là tốt. Không có vấn đề gì cả. Bên mình vẫn nắm giữ bình thường. Thép mình vẫn đánh giá là giai đoạn tới sẽ có sóng thép. Đúng không? Chúng ta nhìn về khung tuần của Hòa Phát hiện tại vẫn đang là một cái trạng thái tăng. Trạng thái tăng tốt, tất nhiên là band nó mở rộng ấy, thì nó sẽ tăng chậm nhá, nó tăng chậm, và cái giai đoạn mà từ giữa năm trở đi thì nó sẽ tăng mạnh hơn đối với cả nhóm thép. Hoa Sen chúng ta nhìn về khung tuần này. Đấy, tuần nó đang tích lũy rất chặt, hôm nay tuần này là cái tuần mà tích lũy trên M20, đúng không? Một rất nhiều tuần tích lũy trên M20 rồi, band đang bóp chặt. Đấy, thì nó tích lũy thêm một vài tuần, một có thể tuần sau, rồi tuần sau nữa. Đúng không? Như vậy xu hướng của nhóm thép là nó sẽ hình thành sóng trong thời gian tới nhé. Đúng không ạ? Ở đây anh chị thấy là cản cung cũng rất là cạn rồi, đúng không? Cung rất là cạn rồi. Đấy, hoàn toàn có thể là tích lũy ở vùng này thêm một vài phiên để bóp band vào breakout đi lên thôi. Nam Kim đang tốt, đúng không? Nam Kim bên mình vẫn đang nắm bình thường anh chị nhé. Vượt lại cái đường MA20 rồi. Tích lũy ở đây một vài phiên và cái cơ hội để vượt qua vùng giá 26.5 là rất cao trong 1-2 tuần tới nhé. Anh chị có hàng vẫn nắm, muốn mua vẫn mua được, test lại cái vùng giá 25.5 trở xuống, 25.5 là mua được nhé. Hoa Sen thì vùng hiện tại anh chị vẫn lấy được, Hòa Phát cũng tương tự. Đúng không? Còn nếu mà anh chị muốn chắc chắn hơn đối với Hòa Phát ấy, thì anh chị để nó vượt hẳn cái vùng giá 31 nhé. Thì đấy là điểm mua tiếp diễn của cổ phiếu khi vượt 31 trong thời gian tới, nhưng mà nó sẽ cần thêm thời gian ấy, cần thêm thời gian tích lũy đấy. Rồi, VGS thì dành cho cổ phiếu là dành cho các anh chị mà đánh muốn đánh đầu cơ một chút, đúng không? Những cái tài khoản xa nhỏ một chút nhé. Thì những cổ phiếu như này thì anh chị có hàng vẫn nắm được thôi. Vòng tiền nó mồi vào rất tốt này. Có thể nó tích lũy một vài phiên rồi nó bật đấy nhá. Tiếp theo chúng ta có bất động sản. Bất động sản thì mình đánh giá rất cao DIG, đúng không? Hôm nay thì nó bật lên nhưng chưa bật được đâu, vì là cái thế band này là cái thế band mà cần tích lũy thêm. Nó của DIG nó đang giống đoạn này này anh chị này. Nó giống đoạn này, giống cái đoạn cách đây khoảng 5 ấy. Đây này. Đây anh chị nhìn nhá. Band nó chưa kịp mở, đúng không? Có thể tích lũy đây một vài phiên cho nó chạy nhá. Và cái sóng của DIG ấy, nó sẽ còn kéo dài trong khoảng tầm 2 tháng nữa. Anh chị có hàng đừng có bán, đúng không? Những cổ phiếu này mua còn chẳng được. Bán, những cứ bán ở vùng này, bán ở đây lên đây lại đùa. Đúng không? Cổ phiếu này mình đã khuyến nghị cho anh chị rồi, mọi người cứ nhảy ra nhảy vào làm gì, xu hướng nó xuống tăng, anh chị nhìn khung tuần của nó này. Nó mới chỉ chân sóng thôi. Anh chị nhá, mình phải kỳ vọng cổ phiếu này 40 45, tức là phải mở rộng cái view về cổ phiếu ra, mở rộng cái view về thị trường ra anh chị. Đừng có nhìn ngắn quá, nhìn theo một ngày, nhìn theo một phiên thì làm sao mà đầu tư được. Anh chị nhá. Thì đối với cổ phiếu này mọi người tiếp tục nắm. Trong tuần sau khi mà cái Bollinger Band phía trên này nó bắt đầu nó mở ngang ra như này, bên dưới nó mềm ra như này, nó tích lũy ở đây một vài phiên từ từ nó phi lên nhá. Đấy, TCS thì tại rất mạnh, anh chị bán TCS anh chị làm sao mua lại được, đúng không? Làm sao mua lại được? Bán ở vùng này bây giờ anh chị có dám mua ở trên này không? Không, chắc chắn là không. Đấy, xu hướng thì vẫn là xu hướng tăng, tất nhiên là nó không điểm mua thì không còn nhé, nhưng mà cái lực đánh như này là rất là rõ nét, anh chị nên tiếp tục nắm giữ. Hôm nay thì đất xanh nó quay trở lại. Hôm qua là một phiên mà nó khá là yếu, đúng không? Khi mà bị rơi xuống, mình cũng không rõ là tại sao nó có một phiên rơi xuống tương đối yếu, mất M20. Hôm nay thì nó lấy được lại M20, khá tốt anh chị nhá. Khả năng cao ấy là nó sẽ có những cái nhịp mà tích lũy đi ngang ở đây nhá, tích lũy đi ngang ở đây trước khi có một cái nhịp tăng mới. Nó sẽ cần thêm thời gian. Cái thế band này ấy, band trên lao xuống, band dưới lao lên như này là thế band tích lũy. Nó có tăng lên đây thì nó sẽ bị bán ngược trở lại anh chị nhá. Đối với cả DXG, nhưng mà cái nhìn khung tuần thì mình vẫn thấy là nó đang tốt, đúng không? Vẫn đang là một cái tuần rút chân khá là tốt của cổ phiếu anh chị nhá, đúng không? Cái tuần như này thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng là nó có thể chinh phục được các vùng giá, ít nhất là vùng giá 26-30 trong cái nhịp sóng lần này của nhóm bất động sản. Tiếp theo chúng ta có cổ phiếu Novaland. Đấy, Novaland thì sẽ yếu hơn anh chị nhá, yếu hơn so với Đích, yếu hơn so với Phát Đạt, yếu hơn so với Đất Xanh, nhưng mà nó vẫn có khả năng lên được, nó chỉ lên yếu hơn thôi. Vâng, nó đang có những nhịp rũ ở đây, là cái nền nó hơi lỏng lẻo, cho nên là cần tích lũy thêm anh chị nhá. Bây giờ để nó bật tăng ngay thì khó, mà anh chị kiên nhẫn với nó thì vẫn nắm được thôi nhá. Tích lũy ở đây thêm khoảng tầm 3-5 phiên rồi từ từ nó tăng nhá. Tiếp theo chúng ta có Phát Đạt. Phát Đạt mình đánh giá rất cao nhá. Phát Đạt với cả DIG thì tất nhiên là DIG nó sẽ hơn Phát Đạt, đúng không? TCS với DIG là
là tương đương nhau và mạnh hơn Phát Đạt mạnh hơn đất xanh mạnh hơn Novaland và Shell anh chị nhá. Đấy, thì Phát Đạt ở đây nó sẽ tích lũy lại, nó bóp ben và từ từ tăng thôi, xu hướng vẫn là xu hướng tăng, anh chị vẫn có thể canh lấy ở quanh những cái vùng giá 31.5. tiếp theo chúng ta có cổ phiếu Shell. Shell thì nhịp này nó cũng đang bị rũ lại vùng nền, nó sẽ mất thời gian hơn, và thường thì Shell nó sẽ tăng sau anh chị nhá, nó sẽ tăng sau so với nhóm bất động sản. Còn xét về cái quỹ đất của Shell ấy thì nó vẫn là những cái doanh nghiệp mà có quỹ đất cực kỳ lớn ở trên sàn chứng khoán với các cái dự án tại Quảng Ninh, đúng không? Tiếp theo chúng ta nhìn về khung tuần của Shell một chút, nó vẫn đang là tích lũy trên 120 thôi anh chị nhá, tích lũy và ben đang bóp chặt, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng sóng được hình thành trong cái trung hạn. Khi nào sóng của Shell hình thành, khi nó có những cái nhịp mà vượt được 24 năm thì nó mới hình thành chen nhá, và chúng ta sẽ cần thêm thời gian giống là Shell, nhưng mà khả năng xác suất rất cao nó cũng sẽ hình thành sóng trong năm nay, sóng lớn trong năm nay, không sớm thì muộn sẽ có thôi, quan trọng anh chị có đủ cái sự kiên nhẫn hay là không nhá. Thì đấy là nhóm bất động sản, chúng ta đã đi banh trứng thép bất động sản, thì mình nhắc lại một lần nữa, banh vẫn lên nhưng sẽ không hiệu quả bằng chứng khoán và bất động sản. Thép cũng sẽ lên, cũng sẽ hình thành, và chúng ta đang kỳ vọng những cái chu kỳ của thép quay trở lại, nhưng đánh giá cao nhất thì vẫn là chứng khoán và bất động sản. Anh chị nên có cho mình ít nhất một cổ phiếu trong danh mục anh chị nhé. Còn banh thì tùy, anh chị có tài khoản size lớn anh chị có thể dành ra một phần 20%, những tài khoản mà size nhỏ đúng không anh chị cứ đánh chứng khoán với bất động sản giúp mình. Đấy, banh thì có thể là dành cho một phần thị trọng thôi anh chị nhé. Thì đấy là bốn cái nhóm cổ phiếu lớn ở thời điểm hiện tại mà mình đánh giá. Đây sẽ là những nhóm cổ phiếu hoàn toàn có thể mang lại cho anh chị cực kỳ nhiều lợi nhuận trong cái giai đoạn tháng 5 và tháng 6 tới đây. Và hãy nên vững vàng với thị trường anh chị nhé. Thị trường càng nhiều tin xấu mà thị trường lực bán nó lại yếu tại những thời điểm như vậy thì anh chị phải hình dung đấy là tốt, chứ không phải là hôm nay sợ Dow Jones sập, đúng không? Ngày mai sợ tỷ giá cao, rồi ngày kia nó lại có một cái gì đấy anh chị sợ, thì mọi người sẽ không bao giờ đầu tư được anh chị nhé. Hãy tập trung vào cổ phiếu, tập trung vào cái vị thế anh chị đang có, tập trung vào thị trường của chúng ta thôi, đúng không ạ? Nhá. Rồi, và đấy là những cái điều Nam muốn chia sẻ với chị về thị trường cũng như là bốn cái nhóm cổ phiếu mạnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lướt nhanh với các cái cổ phiếu còn lại anh chị nhá. Thì trước khi vào nội dung của các cái nhóm cổ phiếu phía sau như đầu tư công, như bán lẻ, như phân đạm hóa chất, như bất động sản khu công nghiệp, anh chị nhớ dành ra một vài giây để lại những cái lượt like, những cái trái tim màu tím ở trong một comment để tăng cái độ tương tác anh chị ha. Anh chị chưa có người đồng hành cùng anh chị trên chặng đường đầu tư, một người có thể là về với đội của em Nam bằng cách là liên hệ với số điện thoại đang chạy ở trên màn hình 0963983379 để mở những cái tài khoản mới, hoặc là chuyển ID, hoặc là tham gia vào những cái Zoom thu phí để chúng ta có thể cùng đồng hành mở đầu tư. Bởi vì mình không chỉ là một nhà tư vấn và mình cũng là một nhà đầu tư, thì chúng ta hoàn toàn có thể là trao đổi với nhau về các cái phương pháp đầu tư, rồi những cái cơ cấu danh mục, những cái cách đi lệnh như thế nào để chúng ta có thể có được hiệu quả cao nhất ở trên thị trường chứng khoán anh chị ha. Rồi, chúng ta sang phần cuối cùng, đi về các cái nhóm cổ phiếu còn lại. Có lẽ là chúng ta sẽ đi nhanh nhé, bởi vì là các cổ phiếu như đầu tư công thì mình đánh giá là vẫn có khả năng lên, nhưng mà nó không phải là những cổ phiếu mình ưu tiên hàng đầu. Do vậy cho nên là mình không có khuyến nghị cho anh chị khách hàng trong giai đoạn này các nhóm cổ phiếu đầu tư công, ví dụ như là HHV mình thấy nó rất là yếu. Nó vẫn lên được. Khi thị trường tốt các cổ phiếu này nó vẫn bò lên. Nhưng mà nó tăng được khoảng 10-20% thì các cổ phiếu khác như chứng khoán, bất động sản, thép anh chị thấy là có thể nó tăng đến 40-50%, thậm chí là ít đôi. Đấy, cho nên là mình không có dành cái nguồn tiền của mình cho những cổ phiếu yếu hơn, đúng không? Thì đối với HHV thì về cái vùng hỗ trợ thì vùng này là cái vùng tạo đáy của nó rồi, thì mình nghĩ là nó sẽ không giảm thêm, nhưng mà tăng ấy thì nó sẽ tăng được, nhưng mà nó sẽ không hiệu quả nhé. Và anh chị nào muốn cơ cấu thì có thể chờ những cái vùng 15.5. LCG cũng vậy này, đúng không? Tức là nó vẫn tăng được nhưng mà nó sẽ mất thời gian. Anh chị nào muốn cơ cấu thì chú ý ở cái vùng giá 13.5. Chúng ta có VCG tương tự như vậy thôi. Mình sẽ đi nhanh anh chị nhé. Vùng cơ cấu sẽ là quanh 25.2. FCN thì vùng cơ cấu cho các anh chị là quanh cái vùng giá 16-16.2 anh chị nhé. Còn mua thì cái vùng này là cái vùng tạo đáy của nhóm đầu tư công, khả năng là nó sẽ lên trở lại. Anh chị nào muốn mua thì vẫn mua được nhé, nhưng mà mình nói rồi, mình sẽ không ưu tiên anh chị ha. Nhóm bất động sản công nghiệp chúng ta có IDC tốt này, đúng không? Những cổ phiếu tạo nền như này thì khi nào nó bứt được cái nền trên là nó sẽ chạy anh chị nhé. Nó sẽ giống đoạn này thôi, đúng không? Những cái đoạn này là cái đoạn mà nó tích lũy, và khả năng anh chị mua ở vùng này thì vẫn sẽ có lợi nhuận này. STC thì nhịp này nó gãy hơi sâu, anh chị phải đợi nó quay trở lại đấy nhé, đợi nó quay trở lại đã, nó tích lũy nó quay trở lại đã. Còn nhịp này đang gãy hơi sâu, nhưng mà vùng này là cái vùng khả năng nó sẽ dừng chân và hồi lại thôi. Tiếp theo chúng ta có KBC.
ABC nhịp này cũng đang dụ đây sẽ là cái vùng mà rũ bỏ của nó trước khi nó tích lũy và đi lên. Hôm trước thì mình có nói với chị ở đây rồi đúng không, đi lên từ nền lỏng lẻo lên đây kiểu gì cũng không tan được ngay và phải rũ lại. Thì đây là những nhịp rũ lại nhé, và đây khả năng nó sẽ hồi lại anh chị nhé. Rồi đấy là KBC. GVR thì khả năng cần phải tích lũy tạo nền ở đây. Cổ phiếu này nó tăng hết cái biên độ trong cái nhịp số 1 rồi, thì bây giờ nó sẽ tạo nền ở đây trước khi nó có thể nhịp chạy tới nhá. Nó sẽ mất ở đây khoảng 1-2 tháng anh chị, nó không tăng mạnh được đâu. Cho nên là bây giờ anh chị nào mà muốn mua cổ phiếu này ấy, thì mọi người cứ chờ thôi, không cần vội đâu nhé. PHR hay là Đồng Phú như nhau cả, những cổ phiếu này thì nó hết một cái nhịp bột rồi, bây giờ nó phải tái tích lũy lại nhé. Mình nghĩ là phải tầm đến cái giai đoạn mà tháng 5, một cuối tháng 5 ấy, thì những cái nhóm này mới có thể là tạo thêm một con sóng nữa được anh chị nhé, phải mất thêm một tháng nữa. Cho bây giờ thì mình sẽ chưa đánh giá quá cao. Nó tăng hết cái biên thứ nhất rồi. Nhóm phân đạm hóa chất thì DCM nhịp này anh chị có thể chú ý này, nó đã có rũ bỏ rồi anh chị nhá. Và bây giờ cần một cái phiên đánh vượt lại cái vùng giá 122 với thanh khoản vào. Đấy, tức là nó cần những cái nhịp mà nó vượt lên tích lũy ở đây từ từ để tăng nhé. Đấy, cổ phiếu này bên mình vẫn giữ, mình vẫn đặt mục tiêu cổ phiếu này 150, nhưng anh chị phải cho nó thời gian anh chị nhá, chứ đừng có nhìn ngắn quá, đừng có tại sao nó vẫn chưa tăng. Anh chị cứ cầm cổ phiếu này từ giờ, đúng không anh chị? Nếu mà anh chị ở trong room khách hàng, anh chị có ra vốn ở 95.6, anh chị cứ cầm giúp Nam từ giờ đến khoảng một tháng nữa, có thể nó sẽ ở cái vùng giá khoảng 140-150 anh chị nhá. Đấy là DGC, nó mới là một nhịp thôi, đúng không? Đây mới là nhịp sóng 1, sóng 2, sóng điều chỉnh 2 của nó đang chuẩn bị kết thúc, có thể trong một vài tuần tới, đúng không? Và nó sẽ có một cái nhịp sóng 3 nữa. Đấy anh chị nhá, thì mọi người cứ cố gắng nắm giữ thôi. Còn anh chị nào muốn đảo ấy thì đảo ở những cái nhịp này này, những cái nhịp nó kéo lên đây anh chị đảo anh chị nhá. Còn cái nhịp này thì mình đánh giá là đang rũ bỏ rồi, sớm quay trở lại. Đấy, tiếp theo DCM với DPM thì nó cũng là cái vùng vén hỗ trợ rồi, khả năng cũng sẽ có hồi nhá, nhưng mà mình không đánh giá cao nhóm này. Tiếp theo chúng ta có nhóm bán lẻ thì bên mình có MWG, đúng không? Chúng ta mua quanh 48, hiện tại lợi nhuận đang rất là tốt rồi. Cổ phiếu này thì mục tiêu 56 anh chị tiếp tục cầm nhá. Chúng ta có Digua thì vẫn đang lỗ nhẹ. Tuy nhiên ấy, đây là cổ phiếu nó vừa thoát nền này. Anh chị hãy nhìn về cái trạng thái này, test nền, test đỉnh cũ, rũ bỏ, nó sẽ hồi lại tạo thêm một cái vai phải ở đây tiếp tục đi lên, vai trái đầu, vai phải đi lên nhá. Thì đang lỗ nhẹ anh chị vẫn có thể cầm được, kiên nhẫn với nó một chút. Còn muốn cơ cấu thì cản phía trên sẽ là quanh vùng giá 65 nhé. Tiếp theo chúng ta có PNJ thì mình nói với anh chị rồi. Cổ phiếu này là cổ phiếu rất mạnh, khung tuần của nó vừa mới thay đổi cái trạng thái trong dài hạn thôi. Thì anh chị phải nhìn những cái câu chuyện đánh về khung tuần ấy, mọi người phải nhìn những cái chuyện nó dài ra, đúng không? Ví dụ với cái nhịp mà nó tích lũy 2 năm ở quanh cái vùng giá 75-80, có những thời điểm sâu lắm thì về đến 70, thì anh chị phải kỳ vọng cổ phiếu này ít nhất là 140 anh chị nhá. Hay là GMD này, mình nói với anh chị là cổ phiếu này nó sẽ có giá 100 trong năm nay, đúng không? Anh chị xem livestream của em Nam lâu, mọi người đã biết, đã thấy, tức là đầu tư mọi người phải có một cái view nó đủ dài mà đủ rộng để mọi người có những hành động trong ngắn hạn. Tức là anh chị có view về cổ phiếu, anh chị biết là nó đang trong xu hướng tăng ở trong dài hạn, thì trong ngắn hạn nó chỉnh, thì thứ nhất anh chị có kẹp hàng mọi người không sợ, đúng không? Thứ hai anh chị mà muốn mua thì hãy mua trong những nhịp chỉnh ngắn hạn để hướng về những cái xu hướng tăng ở trong trung hạn. Đây là nhiều khi là anh chị lại có những cái suy nghĩ ngược lại, là ngắn hạn nó yếu quá anh chị bán, anh chị lại bỏ quên mất cái dài hạn, cái trung hạn của nó. Tức là mình chỉ nhìn cái ngắn hạn mà mình không nhìn cái trung hạn, tức là mình chỉ nhìn cái trước mắt mà mình không thấy cái lâu dài. Thì đấy là những cái người mà sẽ bị thị trường nó còn vật lên vật xuống, còn rất là mệt trong thời gian tới anh chị nhá. Thì như GMD mình nói với chị rồi, đúng không? Quanh vùng giá 72-74-76 anh chị cứ mua, nếu mà mua thì cứ mua, cổ phiếu này sẽ có giá 100 trong năm nay. Hay là những cái thời điểm mà nó break out không tuần ở những cái vùng mà nó vượt vùng giá 55 ở đây này. Mình nói anh chị mà mua được cổ phiếu này rồi ấy, ở vùng giá 55 từ năm ngoái nhé, anh chị nào theo dõi em Nam từ năm ngoái, mình bảo anh chị tắt app đi, kiểu gì cổ phiếu này nó sẽ có giá ít đôi cho anh chị, giá 100. Bây giờ anh chị thấy nó 82 rồi, đúng không ạ? Đấy, hay là những cổ phiếu như là PVS này, hôm trước cũng một số anh chị ở trong Zoom mà mua sau, mua ở quanh cái vùng giá 42 ấy, mọi người cũng sợ, đúng không? Mọi người cũng sợ. Tuy nhiên là anh chị phải nhìn về cái khung tuần của nó, đây là breakout khung tuần, breakout đa khung thời gian, nó chỉnh trong ngắn hạn là để mua. Còn về cơ bản thì cổ phiếu này mình khuyến nghị cho anh chị ở trong Zoom ở vùng giá 36 rồi. Còn 42 này anh chị chúng ta mua thêm này, đúng không? Mua trong ngắn hạn thì
nó rung lắc, nó bị những cái nhịp mà thị trường thế giới nó tác động, nó chỉnh phát về 41 thì cũng đâu có vấn đề gì, đúng không? Những cổ phiếu này chúng ta phải kỳ vọng 50-55, hay là PVD, đấy, cổ phiếu này mình sẽ kỳ vọng khoảng 40, anh chị nhá. Đấy, đây nó vừa mới vượt nền đi lên đi, còn xu hướng của nó thì vẫn còn tăng, đúng không? Anh chị phải cho nó thời gian, anh chị nhá. Rồi thì đấy là những cái điều Nam muốn chia sẻ với các anh chị về thị trường cũng như là cập nhật về các cái nhóm ngành chúng ta đang nắm giữ ở thời điểm hiện tại, và đâu là những nhóm ngành mạnh nhất và đâu là những cái điểm mua dành cho các anh chị nhé. Thì anh chị hãy vững tin với thị trường, và mình đánh giá là thị trường thời gian tới nó sẽ vẫn là một cái giai đoạn mà lình xình tích lũy trong 1 cho đến 2 tuần tới trước khi có một cái phiên breakout hình thành xu hướng, và mình đang tham minh là vào cuối tháng 4 và tháng 5, tháng 6 này sẽ là cái giai đoạn mà siêu kiếm tiền ở trên thị trường. Anh chị nhá, anh chị nào mà muốn đầu tư vào thị trường chứng khoán thì giai đoạn hiện tại mình đánh giá là vẫn còn đầu tư được. Nhưng mà 1 đến 2 tháng nữa mà anh chị quay lại anh chị hỏi thì rất khó để có thể là đầu tư trong giai đoạn tới. Anh chị nhá, thì bây giờ vẫn là những cái thời điểm mà anh chị có thể tập trung vào thị trường. Anh chị nào mà muốn bơm thêm tiền, đúng không? Anh muốn đầu tư vào thì giai đoạn hiện tại mình đánh giá là vẫn có cơ hội. Nhá, anh chị nào chưa có người đồng hành hoặc chưa hiệu quả hoặc là muốn tham gia vào thị trường thì có thể là về cùng đồng hành cùng em Nam trong giai đoạn sắp tới. Số điện thoại thì đang chạy ở trên màn hình 0963983779. Anh chị có thể liên hệ để mở những cái tài khoản mới hoặc chuyển ID hoặc là tham gia vào Zoom thu phí. Mình thì công tác ở bên VPS nhé. Anh chị nào mà chưa có tài khoản thì mở một cái tài khoản mới, hoặc có rồi thì chuyển ID. Anh chị ha. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video này. Còn bây giờ thì Nam xin phép được kết thúc cái video ở đây. Chúc anh chị những cái ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ, an lành bên người thân. Và xin chào các anh chị và hẹn gặp lại trong các cái chương trình tiếp theo. Và xin chào tất cả mọi người. Bye bye.